Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với TC Investment. Mình là Thiệp, phụ trách về phân tích kỹ thuật của team. Hôm nay mình làm video này có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất đó là chia sẻ quan điểm và góc nhìn cá nhân của mình về một mã cổ phiếu mà theo mình thời gian tới sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới. Cái mục đích thứ hai đó là thông qua video này mình muốn mọi người hiểu được cái quy trình, cái cách mà chúng ta phân tích đồ thị kỹ thuật của một cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư. Mọi người cùng theo dõi trên màn hình nhé. Đây là mã cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư Nam Long. Đây thì trên đồ thị mình đã vẽ những cái bước sóng. Cái bước sóng tăng và giảm từ cái mức đáy của cổ phiếu này, đó là mức đáy vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, thì đã trải qua hơn một năm tăng giá rồi. Thì những cái bước sóng mà mình vẽ này nó thể hiện là những cái bước sóng đẩy và bước sóng điều chỉnh, bước sóng đẩy và bước sóng điều chỉnh. Những cái sóng đẩy và sóng điều chỉnh này đó là những cái mẫu hình sóng cơ bản nhất của một xu hướng tăng. Thì cái cổ phiếu công ty cổ phần đầu tư Nam Long này đã thể hiện cái xu hướng tăng mạnh mẽ này từ ngày 24 tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại. Thì các bạn để ý những con sóng điều chỉnh này, những con sóng điều chỉnh, những con sóng giảm này nó rất là nhỏ, rất là bé so với cái sóng tăng, những sóng đẩy trước đó. Thì nó nói lên một điều rằng cái xu hướng uptrend này rất là mạnh khi mà những cái sóng điều chỉnh nó không phải là quá lớn, tức là áp lực bán ra rất là nhỏ thôi. Thì quay trở lại thời điểm gần nhất, như các bạn có thể thấy đó là cổ phiếu này đạt đỉnh ngày 18 tháng 2 ở mức giá là 37.37.3. Thì sau khi đạt đỉnh thì cổ phiếu này đã điều chỉnh giảm, tức là ở đây điều chỉnh giảm có nghĩa là đại loại các bạn có thể nghĩ đó là một xu hướng giảm khi mà các nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu này để thực hiện cái việc cái chốt lời của mình. Thì cổ phiếu này đã giảm từ cái mốc là 37.32 cho đến là cái mốc đáy ngày 26 tháng 3 là vào mức giá là 33.09, 33.1 gì đó. Thì cái quá trình mà diễn ra từ ngày 18 tháng 2 cho đến ngày 26 tháng 3 này, người ta gọi đó là quá trình điều chỉnh của cổ phiếu, quá trình mà những nhà đầu tư mua ở các mức giá thấp, người ta thực hiện cái việc chốt lời thì sẽ khiến giá cổ phiếu điều chỉnh giảm. Cái sự điều chỉnh của cổ phiếu này thì theo mình đánh giá đó là một sự điều chỉnh rất là bình thường, rất là lành mạnh thôi. Bởi vì các bạn có thể thấy là cái mức đỉnh 37.3 này được hình thành từ quá trình tăng từ đáy ngày 29 tháng 1 ở mức giá 30.4. Đây ạ. Các bạn có thể thấy ạ. Đây. Tăng 6,8 điểm, tăng 6,8 điểm trong thời gian đó là 9 ngày. Tăng 6,8 điểm trong thời gian 9 ngày và điều chỉnh giảm. Và điều chỉnh giảm trong thời gian là 26 ngày. Trong 26 ngày thì cổ phiếu này giảm 4,25 điểm. Tức là điều này nói lên điều gì? Trong có 6 ngày thôi, trong 9 ngày thì bên mua đẩy cổ phiếu tăng lên 6,8 điểm, nhưng mà trong 26 ngày thì bên bán chỉ đẩy được cổ phiếu giảm xuống đúng khoảng 4,2 điểm thôi. Điều này nói lên là cái phe bán này rất là yếu, phe bán này rất là yếu là so với cái sự mua lên này. Một số lượng rất nhỏ các nhà đầu tư thực hiện việc chốt lời này, và đa phần vẫn nắm giữ cổ phiếu này và tin tưởng vào cái tương lai, tin tưởng vào cái sự tăng trưởng sắp tới của doanh nghiệp và tin tưởng vào cái sự tăng giá cổ phiếu của doanh nghiệp trong thời gian tới. Mọi thứ nó thể hiện ở trên đồ thị này. Nếu chúng ta quan sát một cách rất là tỉ mỉ, quan sát tinh tế thì chúng ta sẽ nhận thấy được điều này. Đấy, thì cái thời điểm gần nhất này, như bạn có thể thấy đó là cổ phiếu này đạt mức đáy là mức đáy 33 vào ngày 26 tháng 3. Sau đó thì cổ phiếu này đã tăng liên tục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 phiên, tăng lên 6 phiên và đạt đỉnh
đạt cái đỉnh ngắn hạn ở mức giá 35.7. Sau đó thì cổ phiếu này điều chỉnh giảm. Tức là mọi người lưu ý là cái quá trình điều chỉnh này chưa kết thúc nhé. Quá trình điều chỉnh này chưa kết thúc, khi mà vẫn tạo ra các đỉnh đáy thấp hơn, các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt, đó là gì? Sau cái sự tăng giá bắt đầu từ đáy này lên cái mức đỉnh này thì cổ phiếu này điều chỉnh quay trở lại. Mọi người có thể thấy là các sự điều chỉnh trước đó này đều phá cái đáy trước, nhưng mà sự điều chỉnh này thì lại rất là yếu. Điều chỉnh này rất là yếu, thể hiện ở những cái nến giảm rất là nhỏ thôi. Và những cái nến sau này tuy là nến giảm nhưng mà nó lại thể hiện là cái giá tăng trong đó. Thì và theo cái suy nghĩ đó của mình thì mình cho rằng trong thời gian tới, trong khoảng có thể là tuần tới, thì cổ phiếu này sẽ tăng trở lại và tiệm cận cái mức đỉnh gần nhất, đó là mức đỉnh 37. Thì tuần vừa rồi thì team mình đã vào một phần ở mức giá 34.5, và mình đang chờ đợi một sự mua vào rất là chủ động của dòng tiền lớn để chúng ta để team mình có thể là vào thêm tiền cổ phiếu này. Đấy, thì đấy là chia sẻ của mình về cổ phiếu của công ty cổ phần đầu tư Nam Long. Tiếp theo đó là mình chia sẻ thêm về cổ phiếu STB, cổ phiếu khá là hot trong thời gian qua. Đấy. Thì mình cũng vẽ những cái bước sóng tăng giảm của cổ phiếu này sẵn rồi. Cổ này mình cũng có theo dõi, thì nó cũng tăng từ ngày 31 tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại. Thì những bước sóng tăng này nó thể hiện cổ phiếu này đang trong một xu hướng uptrend, và trong uptrend thì chúng ta chỉ nên canh mua thôi, cũng không nên đoán đỉnh để bán xuống làm gì. Trong giao dịch, trong đầu tư thì xu hướng là bạn. Đấy, thì mình quay trở lại thời điểm ngắn nhất thì mình vẽ những cái bước sóng nhỏ hơn để phục vụ cho cái việc giao dịch ngắn hạn và nhận định ngắn hạn. Đây thì như các bạn có thể thấy, cổ phiếu này tăng, thể hiện cổ phiếu này đã có một quá trình tăng giá rất là mạnh trong ngắn hạn đấy ạ. Cổ phiếu này tăng từ mức đáy gần nhất này mà lên mức đỉnh này gần 5 điểm trong thời gian là 8 thanh. Trong thời gian 8 ngày thì cổ phiếu này tăng gần 5 điểm và đã trải qua 1, 2, 3, 4, trải qua 5 ngày tính từ cái đỉnh gần nhất, trải qua 5 ngày rồi. Nhưng mà cổ phiếu này không giảm sâu, tức là số lượng nhà đầu tư tin vào việc tăng giá cổ phiếu này vẫn còn rất lớn, và cái số lượng nhà đầu tư bán ra hiện thực hóa cái lợi nhuận của cái quá trình tăng giá trước đó này rất là ít. Đây các bạn có thể thấy, đó là từ cái mức đỉnh này nhé, từ cái mức đỉnh này mà trong năm ngày rồi, trải qua thời gian là 5 ngày rồi, nhưng mà chỉ giảm có 1,86 điểm thôi. Cái sức giảm này nó rất là yếu, so với cái sự tăng giá trước đó này. Thì mọi người có thể kỳ vọng rằng cổ phiếu này, mình sẽ đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra ở cổ phiếu này. Kịch bản thứ nhất đó là cổ phiếu này sẽ đã tạo đáy, mình đã chuyển sang khung thời gian là 4 giờ rồi nhé, để nhìn cho nó rõ hơn nhé. Đây, thì theo mình có hai kịch bản có thể xảy ra đối với cổ phiếu này, đó là khi mà cổ phiếu này nó sẽ tạo đáy tại đây và tăng lên luôn trong tuần sau, thì đây là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai đó là cổ phiếu này sẽ quay trở lại retest cái đáy này một lần nữa. Đây thì mình đã vẽ sẵn kịch bản rồi, nó sẽ quay trở lại retest cái mức đáy, có thể thủng qua cái mức đáy này các bạn nhé, có thể là thủng qua một chút thôi, sau đó lại tiếp tục tăng lên. Đấy, và đấy, mình theo quan điểm của mình thì sẽ có hai kịch bản này xảy ra. Thì mọi người có thể tham khảo nhé. À,
về cái phân tích kỹ thuật ấy, thì nó cũng như là phân tích FA thôi, không thể nào mà chính xác 100% được, cho nên là mọi người cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, cân nhắc cái rủi ro và cái lợi nhuận thì để ra cái quyết định đầu tư cho sao cho phù hợp nhất. Bởi vì theo mình nghĩ những nhà đầu tư mới thì không nên vào STB nữa, mà những nhà đầu tư đã mua ở những cái vùng giá bên dưới này thì nên chốt một phần lợi nhuận và phần còn lại thì nên hold thêm, bởi vì có khả năng rất cao nó sẽ đi lên các mức đỉnh cao hơn như là 24 và 25 đấy. Thì mình xin kết thúc video này tại đây. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, thì chúc mọi người một tuần mới giao dịch thật là hiệu quả, thật nhiều niềm vui. Cảm ơn, xin chào tất cả mọi người.